Liên quan vụ việc cô đồng bổ câu đúng nhận sai cãi nổi lên trong thời gian gần đây tại địa bàn tỉnh Hải Dương. Sau khi bị công an thị xã Kinh Môn tỉnh Hải Dương xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng, cô đồng Trương Thị Hương 37 tuổi, trú phường Hiến Thành thị xã Kinh Môn tiếp tục bị tố nhận số tiền gần 70 triệu đồng để chữa ung thư cho một bệnh nhân ung thư hạch giai đoạn cuối được bệnh viện trả về. Bà Nguyễn Thị Lăng 68 tuổi, trú phường Hiến Thành thị xã Kinh Môn, người nhà bệnh nhân ung thư Đinh Văn Hoàng sinh năm 1983 cho biết, khoảng tháng 9 âm lịch năm 2021, con trai bà là Đinh Văn Hoàng lúc đó đang bị ung thư giai đoạn cuối. Thời điểm trên, tình hình dịch bệnh vẫn căng thẳng nên việc đi viện gặp nhiều khó khăn. Dù gia đình đã cố hết sức chạy chữa nhưng bệnh tình của anh Hoàng vẫn không thuyên giảm, hạch ở cổ mỗi lúc một sưng to. Cùng đường bí lối, bà Lăng sau đó đã đến nhà cô đồng Trương Thị Hương, cách nhà khoảng 1 km, nổi tiếng gần đây với câu nói đúng nhận sai cãi để xem bói. Tại đây, bà được cô đồng Trương Hương hứa sẽ kéo dài tuổi thọ cho con trai bà thêm được 3 năm, với điều kiện bà phải lo đi, tức đóng 65 triệu đồng cho người này để làm lễ. Nghe lời cô đồng Hương, bà Lăng sau đó về nhà vét những đồng tiền cuối cùng trong gia đình, vay mượn thêm để nhờ cô đồng cứu con. Ngay khi nhận đủ số tiền, cô đồng đã dặn bà Lăng rằng nếu ai hỏi thì bảo chỉ hết 5 triệu đồng. Tuy nhiên sự việc chưa dừng lại ở đó, khi mới chỉ làm lễ được 3 ngày thì con bà đã qua đời. Bà Lăng cho biết thêm, bà làm nghề trồng hành trồng tỏi, để có được số tiền đưa cho cô đồng Hương là một điều vô cùng khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra đến giờ, bà vẫn chưa trả hết nợ. Gia đình bà Lăng mong muốn cơ quan chức năng giúp đỡ để lấy lại số tiền đã đưa cho cô đồng Trương Hương, phần nào giúp bà có tiền trả nợ và bù đắp cho các cháu.